Nhưng xin chào tất cả các bạn nha, đã đến channel của Đoàn nha. Thì hiện tại thì Đoàn đang đứng ở một cái con đường trên con đường quê này các bạn. Đó, thì ở đây thì ở quê thì mình chỉ là cái đường đất thôi các bạn. Đó, thì hàng rào nó xung quanh những cái ngôi nhà ở làng quê thì mình làm những bằng cái hàng rào cây. Đó, thì nhà ở quê thì không có như ở nhà thành thị các bạn, thì nhà thì không có khinh khích với nhau, nhà thì xa xa mới cần một cái nhà thôi các bạn. Đó, thì hôm nay vào một buổi chiều thì Đoàn sẽ dẫn cho các bạn, các anh chị cô bác cùng Đoàn đi gài chuột buổi chiều nha. Rồi thì Đoàn cũng đã đặt đây một cái rồi nè các bạn. Đó. Rồi, chắc này thì cũng sáng cũng cỡ 8 giờ mấy rồi đó các bạn. Chắc này mình mới đi thăm các bạn ơi. Hôm qua còn bó của ở đây. Còn cái lồng nó bị không mất lò xo, không có gài. Bỏ ở đây luôn các bạn ơi. Hôm qua bị đi ra mới đi đặt mấy cái, gặp mấy anh ở ngoài đê, ngoài ruộng đó các bạn. Gặp nhậu rồi vô luôn. Xong rồi tới công chuyện luôn, đi gài xà hàng không. Hôm nay mình có gài thôi. Hôm nay mình gài cái để dính nè các bạn ơi. Rồi, dính một em nha. Cái đầu tiên thăm mà đã dính rồi, thăm trễ mà còn dính nè các bạn. Rồi, được em đầu tiên nha. Rồi, mình đi thăm tiếp đây, dính nữa không nha các bạn. Rồi, thì hôm qua mình có gài trên đây một cái nè các bạn. Nhưng mà mất tiêu rồi. Để mình kiếm ở dưới. Ôi trời. Ôi các bạn ơi, nó cắn banh cái lồng luôn các bạn ơi. Rồi banh cái lồng luôn này. Ôi, sụp hư cái lồng luôn đấy mẹ. Nhìn mạnh vừa cắn banh hết trơn. Rồi cái này đã xảy các bạn ơi. Thêm cái này sấy nữa các bạn ơi, nó vô ăn mà cái lồng nó bị rớt xuống vậy, nó không đập lại được cái, nó bị mén cái móc này các bạn, nó rớt cái lồng xuống với kẹo bạch dừa hở cái miệng lên các bạn. Rồi thật là ổn quá, này sấy hai cái. Rồi một cái đây đã dính các bạn, dính rồi các bạn thấy không. Nè dính rồi đó. Ê ê trời, nó tung mạnh lắm các bạn. Mấy chuột này lò xo, một lò xo yếu yếu nó tung ra hết trơn các bạn. Rồi tiếp tục đủ con rồi các bạn ơi, ngon quá. Rồi đụm một con. Thăm trễ quá, xảy tùm lum hết trơn. Rồi một em luôn, vàng ống luôn.